Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh mới. Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm nay đã đạt hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là xu hướng. Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tìm hiểu cơ hội để hợp tác đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Nam Định. Năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực Nam Định có nhiều. Quận giàu giúp huyện nghèo phát triển, đây là mô hình sáng tạo và riêng có của Hà Nội để chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Hiểu một cách nôm na, đó là các quận ở trung tâm có điều kiện ngân sách tốt hơn thì sẽ hỗ trợ cho các huyện nghèo xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp thêm nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế nông thôn. Từ một mô hình, đến nay phong trào này đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo của nhiều xã khó khăn của thủ đô. Nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thậm chí là nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đặt mục tiêu đảm bảo tiến độ các dự án, bàn giao đúng hẹn cho người mua nhà nhằm giữ uy tín và cũng để có thêm nguồn thu. Theo khảo sát của Savills Nhà đợt 1 vào quý 1 năm sau. Tại Lâm Đồng, chỉ trong chưa đầy một tháng thì liên tục xảy ra các vụ đầu độc, cưa hạ rừng thông trái phép gây nhiều thiệt hại về lâm sản và các diện tích rừng. Chuyến bay khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay, đây là mốc để xác định một chuyến bay bị chậm chuyến. Quy định trong thông tư số 19 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Trường hợp bị chậm chuyến mà không phải do lỗi của hành khách. Đã có 755.000 tài khoản cho người dân đã được tạo, trong đó có 28.000 yêu cầu hẹn khám thông qua hệ thống chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP triển khai từ năm 2020 đến nay tại 8 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Một con cá nhắm hoa hay còn gọi là cá mập voi, cá mập hoa xuất hiện ở eo biển Kỳ Co, Eo Gió, tỉnh Bình Định vào trưa ngày hôm qua đã khiến cho nhiều du khách bất ngờ. Cụ thể là cá mập hoa xuất hiện chỉ cách bờ từ 10 đến 15 mét ở khu vực dặn. Chuyển sang tin tức quốc tế, Nga hôm qua đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở biển Nhật Bản trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự. Cuộc tập trận có sự tham gia của hai tàu chống ngầm, hai tàu hộ tống và các tàu hỗ trợ của Nga và 5 chiến tàu. Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố thành lập 7 khu phức hợp chuyên ngành để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình, pin thứ cấp tại các thành phố lớn trên cả nước. Iraq cảnh báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển nếu như cuộc biểu tình đốt kinh Koran tiếp tục diễn ra ở Stockholm. Trong diễn biến mới nhất thì Iraq. Cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết biển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.